Rồi, ok, vâng. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là EDM Remix TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm game Titman Soccer 2018. Mình thấy cũng được khoảng 20-30 lượt xem. Mình thấy cũng có động lực. Giờ mình sẽ vào kênh nha. Nó kêu mình dọn rác gì lum hết đây. Tăng tốc, dọn dẹp CPU, ắc quy gì lum. Ok, mình vô trận đi. Mình sẽ tiếp tục với giải đấu cấp 3 America nha. Lần này mình không biết mình đang đứng ở hạng mấy nữa. Mình có nhiều bạn kêu mình chơi, có một bạn chứ không có nhiều bạn kêu mình hướng dẫn cái cách làm cái ảnh bè cho YouTube đi, sao mà bạn làm được. Bạn nó comment là sao bạn làm được hay vậy chị, sao bạn làm ảnh bè được hay vậy chỉ mình đi. Thì để bữa nào mình rảnh mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đặt ảnh bè trên YouTube tùy ý muốn của các bạn nha. Trận này mình đá với Pháp nha. Pháp hạng 5, mình hạng 2. Mình vẫn thua số quay rất là nhiều điểm. Ok, để bữa nào mà mình rảnh thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Cách đặt ảnh bè rồi sẵn đó, mình hướng dẫn cho bạn cách đặt ảnh avatar luôn. Rồi bữa nào rảnh, nếu mà đợi mốt đi tầm mình khoảng 1-200 subscribe gì đó. Đó là dự đoán của mình thôi chứ mình cũng không biết mình được không nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hack cái lượt đăng ký nha. Này không phải hack nữa mà là có thể làm cho người ta tin. Rồi, trận đấu giữa Rotia và Pháp đã bắt đầu. Rotia đang có bóng. Rotia đã bị mất bóng bởi Bava. Rotia, các cầu thủ Rotia chạy rất nhanh. Sút, thủ môn bên bạn rất tốt. Lại cú sút của Rotia. Vâng, người bàn thắng đã tới với các cầu thủ Rotia rồi. Một bàn thắng rất là đẹp. Rất tốt. Có nhiều bạn kêu mình làm gì nhạc này kia thì mình cũng sắp sẽ làm nha, tương lai mình sẽ làm. Tại vì có nhiều cái ứng dụng mà mình chưa biết, như là cắt ghép mấy cái nhạc đó mình chưa biết. Rồi luôn, vô lê quá đẹp, vô luôn rồi. Cho nên là tương lai dự đoán mình sẽ làm nha. Để mình lên YouTube mình tìm hiểu coi. Mình lúc mà mình đăng cái video kia lên thì có bạn hỏi là bạn làm sao làm được ảnh bè. Thì có gì mình sẽ chỉ cho bạn. Đợi đi. Từ đi, khi nào mình có hứng thì mình chỉ. Sẵn đó mình sẽ chỉ luôn cách đặt avatar nha. Nay giao diện của Facebook, nay giao diện của YouTube nó khác rồi, muốn đổi ảnh bè đâu phải vô cái trang kia là đổi được đâu. Nay điện thoại đâu có đổi ảnh bè được, phải dùng điện thoại thì đổi ảnh bè được, nhưng mà phải dùng cái thủ thuật gì đó mới đổi được. Rồi, ôi bàn thắng nữa. Trận này Rotia chơi quá hay rồi đúng không? Vâng, bóng lại tới với cầu thủ Rotia. Rostia, gone, ôi không, vẫn chưa có bàn thắng. Khá nguy hiểm. Bốn một luôn rồi.
Russia đã lấy lại phong độ sau trận thua đầy cái đắng 2-6 trước Ba Lan. Hết hẹp 4-1, quá hay. Gol 5-1 luôn rồi. Cái thủ Pháp đang dần dần mất đi tinh thần của mình. Kênh của mình là mới tạo à. Để bữa nào mình sẽ livestream luôn nha. Nhưng mà mình livestream chứ không ai coi đâu, tại kênh mình cũng ít người đăng ký quá. Ui ui. Rồi nhắn chết. Ui. Khá nguy hiểm. Trận này Rusia chơi rất hay nha. Trời ơi. Ôi! Rất nguy hiểm. Nghĩ sao lấy được bóng luôn vậy? Sút xa nè. Trời ơi, hậu vệ nó lên cao vậy. Gol 6-1. Các cầu thủ Pháp đang bị Rota đè. Mình còn thua Suwell 6 điểm, nhưng các bạn yên tâm đi. Trong tương lai mình sẽ đuổi kịp Suwell rồi luôn lên vị trí hạng nhất các bạn. Trận này mình có chắc chắn trong tay 3 điểm rồi đó, khỏi nói nhiều. Cái này mình muốn được 3 điểm thì mình nghĩ là mình top thiệt. Mình mà không thắng đi, nghĩ là YouTube thắng chắc rồi. 6-1, chiến thắng đầy tự hào. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe cho mình nha, để mình có thêm động lực làm YouTube. Tạm biệt các bạn.